Xin chào các em học sinh yêu quý, tiếp theo đây thì sẽ đi vào giải bài tập số 10 sách giáo khoa Hình học lớp 12 trang 91 anh em nhé. Bài tập số 10 này người ta bắt chúng ta sử dụng phương pháp tọa độ để giải cái bài toán sau. Bài toán này người ta cho một cái hình lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có một cạnh bằng 1. Người ta bắt chúng ta tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng A phẩy BD và B phẩy D phẩy C. Thì bây giờ thầy sẽ đi vào làm cụ thể bài toán này nhé. Thì các em thấy đấy, muốn giải bằng phương pháp tọa độ chúng ta phải gắn trục tọa độ vào. Thì ở đây thầy gắn trục tọa độ như sau. Thầy có cái hình A, B, C, D, A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy hình lập phương này. Thì thầy gắn trục tọa độ sao cho A là bằng trùng trùng gốc O. Đấy là 0, 0, 0. B thì sẽ nằm trên OX là 1, 0, 0. D thì sẽ nằm trên OY là 0, 1, 0. Và A phẩy thì sẽ nằm trên OZ là 0, 0, 1 nhé các em nhé. Rồi, tiếp theo đây thì bây giờ thầy sẽ đi vào tính toán cụ thể này. Thế thì bây giờ các em nhìn thấy ngay là cái mặt phẳng A phẩy B D này thì chúng ta sẽ viết được theo phương trình đoạn chắn đúng không? Như vậy thì ta có này, ta có ngay là cái phương trình mặt phẳng A phẩy B D này thì là phương trình đoạn chắn, như vậy nó sẽ là bằng x trên gì, x trên 1 cộng y trên gì, y trên 1 cộng z trên 1 và bằng 1 nha các em nhé. Như vậy ở đây thì các em sẽ chuyển nó về dạng là x cộng y cộng z trừ 1 bằng 0 cho thầy, được chưa? Như vậy là chúng ta có ngay cái phương trình này. À, như vậy chúng ta tính khoảng cách được ngay này. Suy ra này, khoảng cách từ A đến cái mặt phẳng A phẩy BD này thì sẽ bằng là gì? Chỉ tuyệt đối của A là 0, 0, 0 rồi các em ạ. Như vậy thì cái này thực ra nó chỉ là chỉ đối trừ 1 trên căn bậc 2 của 1 cộng 1 cộng 1 bình nha các em nhé. Như vậy cái này bằng 1 phần gì? 1 phần căn 3, được chưa các em? Ngay bằng ngay cho thầy là 1 phần căn 3 nhé. Như vậy chúng ta tính được ngay một ý rồi này. Ý còn lại là người ta bắt chúng ta đi tính cái gì? Khoảng cách thứ hai nhưng mà phẳng B phẩy DC. À, cái này thì chúng ta không viết được theo phương trình đoạn chắn rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi viết phương trình cụ thể của nó ra nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ có này. Các em có thấy là B phẩy ở đây thì sẽ có tọa độ ở đây là gì? Nó nằm trên mặt phẳng OIZ, được chưa? À, XOZ như là Y nó bằng 0. Còn hai cái kia thì nó sẽ bằng hai cái đoạn này nhá. Vậy nó sẽ là gì? 101, được chưa các em? Thầy thấy B phẩy rồi, bây giờ thầy thấy D phẩy. D phẩy ở đây thì nó nằm trên ZOY. ZOY như vậy x nó bằng 0. Hai kia nó bằng 1, được chưa các em? C thì nó nằm ở đây. C nằm trên XOY. Như vậy điểm C này thì sẽ có tọa độ là 110. Được chưa các em? Rồi. Như vậy bây giờ là thầy đã có ba cái gì, ba tọa độ, ba điểm về rồi. Bây giờ thầy phải đi viết phương trình gì mặt phẳng đi qua ba điểm này nhá các em nhé. Thì bây giờ đơn giản chúng ta đi tính gì, tính vectơ b phẩy d ra, b phẩy d phẩy thì sẽ bằng là gì, trừ 1 1 0, được chưa các em? Trừ 1 1 0, được rồi. Tiếp theo thầy sẽ tính b phẩy c, vectơ b phẩy c này thì bằng gì đây, 0 1 trừ 1, được chưa các em? Bây giờ thì các em có này, n của mặt phẳng B phẩy D phẩy C ra pháp tuyến của nó thì sẽ bằng tích có hướng của B phẩy D phẩy và gì, và B phẩy C, được chưa các em? Cái này thì có lẽ là các bạn nào cũng hiểu rồi đúng không? Các em viết định thức ra cho thầy này. Như vậy các em viết là IZ, IZ là 1 0 này, 1 0 này, 1 trừ 1 này, 0 trừ 1 ZX này, trừ 1 0 này, XY này các em, 0 1. Các em tính cho thầy, nhẩm nhay cho thầy nhá. Như vậy cái thằng đầu tiên là trừ 1 này, thằng tiếp theo cũng là trừ 1 luôn, thằng cuối cùng cũng trừ 1, được chưa các em? Bằng trừ 1 hết. Từ đấy thì suy ra mình sẽ có ngay được cái pháp mặt phẳng B phẩy D phẩy C này thì sẽ có phương trình là gì? Bây giờ các em tính ngay cho thầy, à các em viết ngay cho thầy nhá. Như vậy nó sẽ là trừ 1 nhân với cả, ở đây thầy lấy điểm điểm C đi, vậy nó là x trừ 1 trừ đi 1 nhân y trừ 1 trừ đi 1 nhân với cả z, nhân z trừ 0 mà, nhân z trừ 0 bằng 0, được chưa các em? Vậy các em rút gọn đi cho thầy thì cái này hàng này nó sẽ là x này cộng y này cộng z này, cái là cộng 1 trừ 1 trừ 2, thì trừ 2 bằng 0 nha em nhé, trừ 2 bằng 0.
Như vậy thì các em suy ra ngay được cho thầy là D từ A đến mặt phẳng gì? B phẩy, D phẩy, C này thì sẽ bằng là cái gì? Các em lại dùng công thức thôi, nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của gì? Trừ 2 trên cho căn bậc 2 của một bình cộng một bình cộng một bình nha em nhé. Và cái này bằng 2 trên căn 3, được chưa các em? 2 trên căn 3. Như vậy là thầy đã giải quyết xong cái bài tập mà số 10 này rồi nhá các em nhé.